Chào tất cả quý các bác anh chị yêu xe nhé. Thì ngày hôm nay em Công sẽ lên sóng giới thiệu với các bác một con xe. Con này thì nó có một cái biển số cũng rất là đẹp này, các bác nhìn nhá, biển số ăn tiền luôn cho các bác đấy. Đấy, 00022, vừa lắp vừa kép luôn. Đấy, và cái mặt ca lăng này thì nhìn nó rất là quen đúng không ạ? Đấy, với lại cái logo Chevette này đặc trưng. Đấy, màu bạc đẹp, đằng trước thì có một cái bên này nó có một cái mắt cảm biến va chạm rồi. Đấy, với đèn pha thì đèn halogen. Và viền xung quanh thì được bọc mạ chrome rất cầu kỳ các bác nhá. Cái mặt lưới tản nhiệt thì nó dạng tổ ong này. Đấy, với cái logo đặc trưng đây. Thì con này màu bạc nhá các bác nhá, màu bạc đẹp. Ở bên dưới thì có đèn gầm này. Đấy, cụm đèn gầm đây rồi. Và bộ la răng nhìn rất là độc đáo này. Đấy, loại cách điệu đa chấu và kích cỡ của loại này thì nó là 17 inch các bác nhá. Đây, 17 inch nó đi kèm theo bộ lốp này. Đấy, cái lốp này nó sẽ đi với bộ la răng 17 inch nhìn đây nhá các bác nhá. Kích cỡ la răng nó ra. Đấy, sinh nhan báo rẽ tích hợp trên gương này, đầy đủ tay nắm cửa bọc mạ chrome rồi. Đấy, và cả viền chân kính cũng bọc luôn nhá các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Đấy, gương kính cụp mở điện và xòe điện đầy đủ này. Đấy, và con này thì đây em sẽ zoom xa cho các bác nhìn luôn. Cái form rất thể thao, chất chơi. Đấy, động cơ trang bị của xe là 1.6 này, và bản này thì nó là bản số sàn. Đấy các bác nhá, bản số sàn. Và con này thì quen thuộc thôi, bây giờ thì chắc là các bác cũng nhận ra rồi đúng không ạ? Nó là con Chevette Cruze. Đấy, đời 2010 và là bản số sàn động cơ 1.6. Con này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 227 triệu đồng là quý cô bác anh chị dinh được xe về rồi các bác nhé. Đấy, 227 triệu đồng thôi, rất là rẻ so với một con Cruze đời 2010 như này. Đấy, form thể thao, màu bạc đẹp này, đèn hậu trong sáng đều đẹp hai bên và tất cả những cái viền chân đèn nhá, cả đèn hậu lẫn đèn pha nó đều được bọc mạ chrome rồi. Đây các bác nhìn nhá. Đấy, bọc mạ chrome rất cầu kỳ và tinh tế rồi. Lốp thì lốp Michelin xịn. Đấy, và ta lông còn nguyên này các bác nhá. Rãnh sâu ta lông còn nguyên. Đấy, với lại cả quả la răng rất là chất này. Đấy, quả la răng cực kỳ chất luôn, kích cỡ 17 inch, to bản và dày dặn. Đằng sau thì sạch sẽ rồi này. Đấy, cộng thêm với cái gầm bệ rất là chắc nhá các bác nhá. Gầm bệ chắc chắn và cái sàn đây cực kỳ trắng đẹp, không mục mọt một chút nào hết. Và như các bác có thể nhìn thấy cái những cái đường đinh tán còn nguyên si. Đây này các bác này, cái đường đinh tán này thì mình không bao giờ mình làm giả được đâu các bác nhá. Mình làm giả được nhưng mà nó sẽ không tròn được như này. Đấy, bởi vì con robot nó bắn thì các bác biết rồi. Đấy, nó bắn nhá. Thì đây, các bác nhìn nhá, tròn vẹt luôn. Đấy, và không có một chút mục mọt nào hết. Cộng thêm với lại một quả lốp sơ cua mới nguyên cho các bác này. Đấy, còn mới nguyên, chỉ chờ các bác hạ xuống thôi. Đấy, đằng sau xe thì trang bị cho các bác là một cái ống xả dạng hình oval này. Cộng thêm với lại bên trên thì có đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 cái mắt cảm biến lùi. Đấy, và đèn hậu bên phải cũng thế này, đẹp luôn rồi các bác nhá. Đấy, với lại máng nước cực kỳ là đẹp cả hai bên cho các bác. Đấy, rất là đẹp này. Đấy, đây, Chevrolet Cruze. Và bản này thì nó là bản LS luôn các bác nhá. Bản LS luôn, đây này. Đấy, bên trên này thì cũng có một cái đèn đây, giải đèn này các bác nhá, giải đèn đêm. Đấy, đèn báo phanh, đèn đi đêm cho các bác đấy. Đấy, khoang nội thất bên trong của xe thì cực kỳ là tươi. Đây các bác nhá, cực kỳ là tươi mắt này. Đấy. Và trước hết thì trên phần cánh cửa này các bác có thể nhìn thấy phần tắp ly của xe đây, sần nguyên. Đấy, sở rất là thích các bác nhá, sần nguyên. Bên dưới các bạn để tay được ốp da rồi. Rất là cao cấp này. Đây, các bác nhìn nhá, cái đường đinh tán này. Đấy, con này mà méo thì chứng tỏ là sẽ bị đâm một cánh nha các bác nhá. Nếu mà trong trường hợp xấu nhất là bị đâm nặng này. Đấy, vào phần này chẳng hạn này. Đây. Và phần bên cánh này thì nó sẽ mất cái keo chỉ này đi nhá. Cộng thêm với lại cái đường đinh tán nó sẽ không được đẹp như này đâu. Đấy, nó sẽ bị méo. Dù các bác có làm giả thì nó sẽ không làm giả được. Đấy, và các bác nhìn nhá, keo chỉ này quá đẹp luôn. Đấy, đẹp xuất sắc, không mất một phần nào hết. Đấy, đây nữa này, đinh tán này trên phần cánh cửa đây. Đây, các bác nhá, đinh tán trên cánh cửa đây. Đấy, em sẽ zoom gần vào cho nó. Đấy, các bác nhìn nhá, lấy nét luôn thì các bác nhìn cho nó rõ này, quá đẹp. Đấy, xuất sắc và chất lượng. Thì con này máy móc của nó cũng zin nguyên các bác nhá, máy móc zin nguyên. Ở khoang nội thất thì có cụm đồng hồ 3D này, táp lô thì cũng bằng nhựa cứng. Đấy, và có cái vô lăng thì con này nó bọc vô lăng rồi nhưng mà cái vô lăng nó còn rất là sần nhá các bác nhá. Đây, cái vô lăng rất là sần này. Đấy, bóc ra cho các bác nhìn luôn nhá, không các bác lại bảo là
cái vô lăng này nó mòn rồi, các ông đi các ông bọc, nhưng không phải. Đấy, bọc vô lăng là người ta giữ vô lăng thôi. Cái ghế ra thì đẹp rồi, màu rất là tươi. Đấy, căng luôn cả hai bên bệ này. Đấy, hai bên ốp đùi căng nhá, không có một chút nứt nát nào hết, cực kỳ đẹp. Đấy, củ số rất là đẹp rồi. Đấy, trên phần vô lăng thì tích hợp với túi khí an toàn này. Đấy, cộng thêm một túi nữa ở bên vị trí táp lô của ghế phụ kia các bác nhá. Táp lô ghế phụ thì có vô lăng rồi. Đấy. Thế ra đẹp. Con này thì nó tích hợp được các hệ thống CD là 6 đĩa này. Đây, 1 2 3 4 5 6 đầy đủ 6 đĩa CD rồi. Đấy, tích hợp với lại 4 quả loa trên cánh cửa, cực kỳ chất lượng. Đấy, bên dưới thì hệ thống đây, khóa cửa điện này, củ số này, và con này re là số móc nha các bác nhá. Đấy, re số móc mình móc vào đây. Điều hòa thì 4 cái cửa gió trên mảng táp lô, rất là đẹp. Và đây cái hệ thống giải trí của xe này. Đấy, các bác nghe nhá, hệ thống giải trí của xe thì cũng rất là chất lượng. Đấy, 4 quả loa thôi, với chất lượng thì các bác khỏi phải bàn luôn. Đấy, với lại xe chạy 10 vạn chuẩn nét này, các cái đồng hồ đèn báo hoạt động bình thường nhá. Đấy, cộng thêm với con này thì nó có trang bị cho các bác một cái đây, bên dưới này, cái hộp để chai nước đây các bác nhá. Và cái này thì ông nào hút thuốc thì rất quen thuộc thôi, nó là cái gạt tàn thôi. Đấy, trang bị sẵn rồi, khuyến mãi cho các bác luôn. Cái này thì nó là cái gọi là cái đánh lửa đi các bác nhá, cái đánh lửa hút thuốc này. Đấy, nếu mà các bác mà nghiện thuốc thì các bác ấn vào đây một nhẹ một cái thôi, khi nào nó nảy lên nhá thì là nó đỏ rồi thì mình rút nó ra. Đấy, mình rút nó ra, nếu các bác dí thuốc vào là sẽ hút được thuốc. Đấy, nhưng mà không khuyến khích các bác hút thuốc trong xe nhá, hôi lắm. Đấy, hôi lắm luôn. Đây các bác nhá, đấy nó nảy ra rồi thì mình dí thuốc vào thôi. Đấy, và cái đầu đĩa CD này. Đấy, ổ đĩa của nó đây nhá. Con này thì cái kết nối ngoại vi của xe nó lại nằm ở đằng sau này. Đây các bác này. Đấy, cái cổng kết nối ngoại vi đây. AUX đây các bác nhìn nhá, AUX này. Đấy, nó lại nằm ở đây nhá, hơi đằng sau một chút này. Đấy, nên là các bác để ý giúp em một chút ạ. Đấy, bên dưới thì trang bị cho các bác những cái tấm thảm lót sàn đầy đủ rồi. Đấy, cả 4 tấm nhá. Đấy, với lại hệ thống trần nỉ của xe thì các bác yên tâm này, sạch bong. Đấy, quá vệ sinh và sạch bong. Đấy, chắn nắng này, đây. Cụp xuống chắn nắng đầy đủ luôn. Đây các bác này. Đấy, đỡ bị nắng nó hắt vào mặt. Cái máy móc thì nguyên đét luôn. Đấy, hoạt động bình thường các bác nhá. Con xe rất là chất và đẹp này, màu trắng màu bạc nha các bác nhá. Đẹp cho các luôn, lên bộ là rằng rồi. Đấy, và mẫu xe này thì hiện tại bên em đang chào bán gửi tới quý cô bác anh chị với mức giá là 227 triệu đồng thôi là các bác dinh được xe về rồi, và vẫn còn bớt cho các bác trên sóng khi xem video, hoặc là các bác trên sóng livestream sẽ được bớt sâu các bác nhá. Đấy, còn bây giờ thì video của em xin được phép tạm dừng tại đây. Chúc quý cô bác anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị vào những video tiếp theo.